Lò xịt là ứng dụng giao đồ ăn duy nhất của người Việt phục vụ người Việt. Bạn đang ngồi văn phòng mà thèm trà sữa, không tiện đi mua. Buổi trưa, bạn ngại nắng nóng, ngại ra ngoài ăn thì đã có lò xịt giao đồ ăn. Đặt món gì cũng free ship cho bạn. Lò xịt còn có đặt xe, đi chợ, giao hàng và nhiều dịch vụ giao vật khác. Có thể tải app lò xịt ngay trên App Store hoặc Google Play, link tải app ngay dưới description. Thử đặt lò xịt giao đồ ăn, nhâm nhi trong lúc xem tiếp video của Độc Đáo TV bạn nhé. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với bản tin kinh doanh ngày 14 tháng 7 2021. Trước khi đến với nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày tại Độc Đáo TV. Sau đây là những tin chính sẽ có cho bản tin ngày hôm nay. Samsung và Tesla ký hợp đồng hơn 400 triệu đô la Mỹ. Ông Nguyễn Việt Quang tiếp tục ngồi ghế CEO Vingroup 5 năm tiếp theo. VinFast nhận lượt đặt cọc ô tô điện VinFast VF E34 kỷ lục. Vingroup ra mắt dự án Shell VinWaters Phú Quốc. Google Pixel 6 XL sẽ tiếp tục bất bại về khả năng nhiếp ảnh với cuộc cách mạng camera sau 4 năm. Sony ra mắt Xperia 13 và Xperia 13 tại Việt Nam. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Samsung và Tesla ký hợp đồng hơn 400 triệu đô la Mỹ. Các chủ sở hữu siêu xe Cybertruck của Tesla trong tương lai sẽ có gương chiếu hậu được cung cấp bởi Samsung Electromechanics. Samsung đã đạt được thỏa thuận trị giá 436 triệu đô la Mỹ tương đương hơn 10.000 tỷ Việt Nam đồng với Tesla, và kết quả là Samsung trở thành nhà cung cấp module camera cho hãng sản xuất xe điện lớn nhất nước Mỹ. Thông tin này được một số trang báo Hàn Quốc đăng tải và cho biết rằng module camera của Samsung sẽ được sử dụng cho chiếc xe điện mà Tesla đã ra mắt vào tháng 11/2019, Cybertruck. Nguồn mẫu của chiếc xe với thiết kế mang đậm nét tương lai này không được trang bị gương chiếu hậu thông thường, mà thay vào đó, nó sử dụng một loạt các camera được kết nối với màn hình của trung tâm điều khiển. Được biết, phiên bản thương mại sẽ không khác so với nguyên mẫu. Ông Nguyễn Việt Quang tiếp tục ngồi ghế CEO Vingroup 5 năm tiếp theo. Theo đó, ông Nguyễn Việt Quang tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, đồng thời là chủ tài khoản của Vingroup tại các ngân hàng. Ông Nguyễn Việt Quang sinh năm 1968, trình độ thạc sĩ luật, cử nhân khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ông Quang gia nhập tập đoàn Vingroup từ năm 2010 và đến tháng 2/2018 được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tập đoàn. Trước khi ngồi ghế CEO, ông từng đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển đô thị Nam Hà Nội, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Vincom. VinFast nhận lượt đặt cọc ô tô điện VinFast VF E34 kỷ lục. Hơn 3 tháng sau ngày mở bán, ô tô điện đầu tiên của VinFast đã nhận được lượng đặt hàng kỷ lục cho một mẫu xe bán tại Việt Nam. VinFast phát đi thông báo nhận được hơn 25.000 lượng đơn đặt cọc cho mẫu ô tô điện VinFast VF E34. Đây là mức cao kỷ lục cho một mẫu xe bán tại Việt Nam. Để dễ so sánh thì doanh số của cả 3 mẫu xe hiện tại của VinFast là Lux SA2.0, Lux A2.0 và Fadil là hơn 15.900 xe trong 6 tháng đầu năm 2021. VinFast mở bán mẫu VinFast VF E34 từ ngày 24 tháng 3/2021. Trong đó, khách hàng mua xe phải đặt cọc số tiền là 10 triệu đồng. Đến tháng 11/2021, thời điểm giao xe, sẽ hoàn tiền nếu như thay đổi ý định. Trong giai đoạn từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, khách đặt cọc sẽ được nhận ưu đãi 100 triệu đồng, trừ thẳng vào giá bán sản phẩm từ 690 triệu đồng xuống còn 590 triệu đồng. Tiếp tục, VinFast tung ra thêm một chính sách kích cầu nữa, đó là miễn 100% phí trước bạ cho khách mua xe điện nếu như đặt cọc 50 triệu đồng và cam kết không hoàn, hủy, đổi cọc sang mẫu xe khác. Ước tính, mức ưu đãi này trị giá khoảng 70 triệu đồng. Ngoài ra thì Vingroup cũng đang đề xuất thí điểm miễn thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế trước bạ cho ô tô điện tại Việt Nam trong 5 năm. Nếu như đề xuất này được thông qua thì khoản tiền tương ứng sẽ được trừ thẳng vào giá xe. Theo quan sát trên thị trường thì ngoài xe điện VinFast VF E34, nhiều người dùng tại Việt Nam đang khá quan tâm đến mẫu VF E35. Thậm chí một số người cho biết họ đặt cọc VF E34 để giữ chỗ chờ thông tin về VF E35 để đổi cọc. Tuy nhiên thì bên VinFast lại chưa tiết lộ thông tin về thời điểm bán ra mẫu xe này. Trong khi đó, VF E36 nhiều khả năng sẽ khó tiếp cận với số đông vì nhu cầu cho một mẫu SUV cỡ lớn tại Việt Nam là không quá cao. Vingroup ra mắt dự án Shell VinWaters Phú Quốc. Ngày 13 tháng 7, 2021, tập đoàn Vingroup công bố ra mắt dự án Shell VinWaters Phú Quốc tại siêu quần thể nghỉ dưỡng mua sắm vui chơi giải trí không ngủ Phú Quốc United Center. Shell VinWaters Phú Quốc tọa lạc ngay tâm điểm cửa ngõ sầm uất dẫn vào công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, VinWaters Phú Quốc, thuộc siêu quần thể nghỉ dưỡng, mua sắm vui chơi giải trí không ngủ Phú Quốc United Center. Được quy hoạch bài bản với thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu trung cổ, dự án bao gồm 3 phân khu thương mại Fairy Town, Creek Town, Palmer Town với vẻ đẹp lộng lẫy như vương quốc cổ tích đầy màu sắc ấn tượng.
nằm tại tâm điểm vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam và khu vực. Sự ra mắt của Shaw Vinwells Phú Quốc trong tháng 7/2021 mang lại cơ hội đầu tư đặc biệt và hiếm hoi trên thị trường bất động sản nhằm đón sóng hồi phục của thị trường du lịch ngay khi mà dịch bệnh được kiểm soát. Google Pixel 6 XL sẽ tiếp tục bất bại về khả năng nhiếp ảnh với cuộc cách mạng camera sau 4 năm. Theo các tin đồn mới nhất thì Google Pixel 6 XL sẽ có 4 cảm biến camera hoàn toàn mới với tổng độ phân giải là 122 megapixel, chứng kiến bước nhảy sau 4 năm. Vào tháng 5/2021, nguồn tin Yogesh từ Trader đã báo cáo Pixel 6 XL sẽ đi kèm với một cảm biến Sony lớn, có lẽ là 50 megapixel, cùng với một ống kính tiềm vọng 8 megapixel để zoom quang học 5x, cùng với một ống kính góc siêu rộng và một cảm biến nhiệt độ màu. Theo đó thì Google Pixel 6 và Pixel 6 XL sẽ sử dụng cảm biến 50 megapixel hoàn toàn mới trên các camera chính tương ứng. Đây là cảm biến camera chính mới lần đầu tiên của Google kể từ năm 2017. Có lẽ cải tiến lớn nhất sẽ đến với khả năng zoom của Pixel 6 và Pixel 6 XL. Tiếp tục, camera tele 48 megapixel sẽ là một bước tiến lớn so với chiếc Pixel 5. Theo nguồn tin từ John Prosser, điện thoại Google sẽ có camera tele 48 megapixel có thể giống với cảm biến trên OnePlus 9 Pro cung cấp zoom 3.3x. Mặt khác, thì theo nguồn tin đến từ Yogesh, camera của kính tiềm vọng 8 megapixel sẽ tương tự như Huawei P30 Pro, có khả năng zoom quang học 5x và zoom line 10x. Kết hợp với thuật toán zoom kỹ thuật số ấn tượng của Google sẽ mang lại chất lượng tương đương với ống kính zoom 2x chuyên dụng. Ngoài ra thì dòng Pixel 6 mới sẽ được tích hợp pin lớn hơn, cảm biến dấu vân tay trong màn hình và tốc độ làm mới cao. Các tin đồn trước đó tuyên bố dòng Pixel năm 2021 sẽ có tên là Pixel 6 và Pixel 6 Pro. Tuy nhiên, thì công ty đã bác bỏ đi những tuyên bố đó. Sony ra mắt Xperia 13 và Xperia 13 tại Việt Nam. Ngày 12 tháng 7, Sony Xperia 13 và Xperia 13 đã ra mắt tại Việt Nam. Bộ đôi này từng được giới thiệu tại Nhật Bản vào tháng 4/2021. Xét về tổng thể, cả hai mẫu model này đều sử dụng kiểu dáng quen thuộc trên các dòng Xperia trước đây. Thân máy được làm dài do sử dụng màn hình chuẩn cinematic với tỷ lệ 21:9 với góc cạnh bò cong nhẹ. Xperia 13 là mẫu smartphone cao cấp nhất hiện tại của Sony. Chiếc máy dùng màn hình 6,5 inch, độ phân giải 4K, tấm nền OLED và có tần số quét 120Hz, hỗ trợ HDR. Màn hình này được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus giống như Samsung Galaxy S21 Ultra. Cấu hình của Xperia 13 bao gồm chip Snapdragon 888, RAM 12GB, bộ nhớ trong 128GB, cùng viên pin với dung lượng 4.500 mAh, sạc nhanh công suất 30W. Model này cũng có công nghệ sạc không dây. Xperia 13 là phiên bản thấp hơn so với Xperia 13. Các thông số được cắt giảm bao gồm màn hình, cấu hình và camera. Theo đó thì Xperia 13 có màn hình 6 inch Full HD Plus, tấm nền OLED và có tần số quét chỉ còn 62Hz. Model này được trang bị con chip Snapdragon 690, RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB và hỗ trợ kết nối mạng 5G. Máy chạy trên nền Android 11 đạt tiêu chuẩn kháng nước, bụi IP65, có jack 3.5mm ở cạnh trên, hỗ trợ chuẩn LDAC và APTS HD. Sony vẫn chưa công bố giá bán và ngày liên kệ của mẫu Xperia 13. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem thêm những bản tin kinh doanh khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.